Sáng ngày 11 tháng 3, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an Hà Tĩnh điều động sĩ quan công an về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn. Dự lễ công bố có Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc, đã trao quyết định của Giám đốc Công an Hà Tĩnh điều động sĩ quan công an về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Trong đợt này, Nghi Xuân đã điều động 27 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại các xã Xuân Giang, Xuân Yên, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Hội, Xuân Lam, Xuân Viên và thị trấn Xuân An. Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sĩ quan được điều động về làm trưởng phó và công an viên các xã không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt cho các sĩ quan công an nhận nhiệm vụ đợt này, Đại úy Vương Khả Tuấn Anh, trưởng công an xã Xuân Lĩnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã được cấp trên tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị mới, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết gắn bó, tham mưu tốt cho chính quyền địa phương, đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Như vậy, đến thời điểm này đã có 52 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an viên thường trực tại 15 xã và 2 thị trấn ở huyện Nghi Xuân.